Chào tất cả anh em đang xem cái clip này của Tiến nha. Thì hôm nay mình làm cái clip này, mình giới thiệu với tất cả anh em mình một số mẫu súng hàng công cụ hỗ trợ bắn bằng đạn bi sắt và đạn cao su mà hiện tại là bên shop Tiến đang còn nha. Chỉ còn lại được mấy khẩu thì mình quay, mình giới thiệu với tất cả mọi người. Thứ nhất là cái dòng bắn bằng đạn bi sắt khí CO2. Thì dòng này mình có hai dòng là M1911 và Rulo 733, và thứ hai là dòng súng bắn bằng đạn cao su. Đây là dòng bắn đạn cao su 9 ly á, là dòng Trimmer cũng gần giống như 914 á. Thì mình quay để mình giới thiệu với mọi người luôn. Đấy. Thì đây là con M1911 này, con này bắn bằng đạn bi sắt 6 ly nè, xài bằng lực khí CO2 nha. Hay mình tháo cái băng đạn nó ra đó. Thì con này là xài khí CO2 bắn bằng đạn bi 6 ly. Thì mình đây, mình quay cho anh em luôn. Đây là mẫu M1911, cái mẫu này nó giống như là mẫu K54 á. Đấy, thì mình báo giá luôn, cái con này hiện tại là bên shop mình đang làm là 6 triệu nha. 6 triệu. Đấy, con M1911 thì tất cả nó là một full kim loại hết á. Nó chỉ có cái ốp là nó bằng nhựa cứng và nó có gạch cái găng nhám thôi. Anh em mình xem cho kỹ hoặc là có thể gọi điện trực tiếp cho mình quay gì đó cho anh em mình xem nha. Đấy. Rồi, cái con thứ hai là cái con Gulo. Thì hiện tại là bên shop mình còn Gulo màu đen thôi. Dòng này là dòng 733 nha. Cái nòng nó ngắn hơn. Cái dòng 731 thì cái nòng nó hơi dài hơn, tầm khoảng 2 ly á. Thì nó là dòng 2 phẳng 1 phân. Đúng rồi, phẳng 1 phân. Thì dòng này là dòng cũng là bắn đạn bi sắt 6 ly luôn. Đấy, hiện tại thì bên shop mình còn bản màu đen thôi. Không có bản màu trắng thì hiện tại là hết rồi. Gulo 733. Thì hàng này tất cả hai cái dòng bi sắt này được sản xuất ở Đài Loan nha. Còn mình báo giá cái con 733 này hiện tại thì bên shop mình đang làm là 7.500.000. Mình tặng kèm theo cho anh em mình cái CO2 và bi luôn. Đấy. Rồi, tiếp theo là cái con súng bắn đạn cao su. Thì đối với cái con này á, là hàng này là hàng của Thái. Đó, hàng nhập trực tiếp từ Thái về nên giá thành nó cũng hơi cao. Đó, thì mình báo giá luôn cái con súng bắn đạn cao su 9 ly này là con Trimmer 201, cái con Trimmer Trimmer 2014 đấy. Thì nó bắn bằng đạn cao su 9 ly nha. Anh em mình mua hàng thì bên shop mình chỉ có một cách giao dịch. Mình quên nhắc lại cách giao dịch. Bên shop mình chỉ có một cách giao dịch duy nhất thôi, là chuyển khoản toàn bộ 100%, shop mới gửi hàng, Tiến mới gửi hàng cho anh em. Anh em mình lưu ý giúp mình nha. Về cái cách giao dịch nãy giờ mình già mà mình quên nói về cách giao dịch cho anh em mình biết. Thì bên shop mình chỉ nhận chuyển khoản thôi, anh em mình tin tưởng thì chuyển khoản là mang với mình. Giá cả thì nãy giờ mình cũng thông báo rồi, mình nói đầy đủ cách giao dịch, chỉ có một cách thôi là chuyển khoản ngân hàng nha anh em. Thì anh em nào muốn mua hình thức COD hay COD gì đó trực tiếp vậy thì shop mình không có bán, anh em vui lòng đừng có gọi điện cho Tiến nha. Tiến xin cảm ơn tất cả anh em đã xem cái clip này của Tiến, và anh em mình đủ tin tưởng thì phải gọi cho Tiến nha. Rồi, mình xin chào và xin tạm biệt tất cả anh em mình. Anh em mình xem kênh này nhớ đăng ký kênh để cho Tiến ra những cái video mới thì anh em mình xem được ngay luôn nha. Rồi, mình xin chào tạm biệt, cảm ơn.